The Lord. Ngài khen Chúa. <laughs> this is my last time preaching in this conference. À, nên đây là cái tiết cuối mà tôi chia sẻ à, giảng ở trong um, đợt uh, kỳ bộ linh này. It's been a good week. Chúng ta có một tuần lễ rất là tốt lành. Amen. Amen. I want to thank you all for being so attentive. Uh, à, tôi muốn cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em quý vị rất là chú ý lắng nghe sự giảng dạy lời của Chúa. You make it easy to teach and preach. À, quý vị làm cho chúng tôi rất là dễ dàng hơn để chia sẻ để giảng dạy. Tại vì quý vị chăm chú lắng nghe nên tụi tôi giảng dạy nó cũng trôi chảy hơn. Amen. There's, Amen. there's faith in this room. À, thành ra nhờ có gương mặt của anh chị em nữa nên tụi tôi cũng tự nhiên nhìn thấy mặt quý vị là lời tôi chàng đã dễ hơn nữa. Amen. Hallelujah. I want to say I love y'all. À, tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em là tôi rất là yêu thương tất cả quý ông bà anh chị em. I, I'm looking forward to heaven. À, tôi mong ngày kia là về với Chúa và thiên đàng. Because I will get to talk to you. <laughs> à, tôi cũng nói chuyện được quý vị lúc đó không cần thông dịch viên đó, à, ý là vậy đó. Lúc đó là ông này ông thất nghiệp. Hallelujah. I'm at that <laughs> lúc đó ông thông dịch sẽ thất nghiệp và không có chuyện gì làm lúc đó. So you lúc đó chị đó, chị tha Hồ trò chuyện bao nhiêu đây mình muốn nói mà mình không biết nói làm sao giờ tha Hồ mà nói. tôi cũng rất là quý với uh, người trai trẻ này, ông một sư uh, mới có được uh, mấy chục xuân xanh thôi à, trẻ mà. Six hours a day standing and interpreting. Yeah, cứ mỗi ngày như vậy, cứ sáu tiết đều 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 trong bốn ngày qua, máy <laughs> vẫn chạy tốt. Hallelujah. It's the grace of God. Đó là ơn điển của Chúa. Amen. And I thank you for all the good food and yeah. all your, your, your love towards à. và tạ ơn Chúa là tôi cũng được ăn thức ăn rất là ngon lành. Anh chị em mà cũng ít lòng nhiều đúng không? Đem từ các nơi khác nhau, tôi cũng được ăn đồ ăn của anh chị em. Amen. Hallelujah. So,

you remember what the first thing is that, that God uses to open the heavens over us? Uh, anh chị em nhớ rằng là cái uh, điều đầu tiên mà chúng ta nói với nhau để rồi Chúa ngài mở thiên đàng ra với chúng ta là cái gì không? Number one, what Đi was it? Chìa khóa đầu tiên đó là gì? Pray. Pray. Yeah, amen. đúng What's rồi, cầu nguyện. Ở uh, thứ hai, chìa khóa thứ hai để thiên đàng mở ra chúng ta là gì? Thầy. Yeah, dân phần 10 đúng rồi nào, phần 10. And we love the tithe, amen. Anh chị em yêu thích là phần 10 đúng không nào? À, tới giờ năm mười là phải vui lên ha lên luôn và con được có cơ hội để mở cửa thiên đàng ha lên luôn nha. So and now the third thing. Rồi bây giờ điều thứ ba là cái gì đấy? The third thing that will open the heavens over us. À, điều thứ ba như là chìa khóa để mở cửa thiên đàng ra với chúng ta. Obedience. Đó là vâng lời. Amen. Amen. Our obedience is an act of our faith. À, sự vâng lời chúng ta là cái hành động bởi đức tin của chúng ta that opens the door to God's grace in our lives. À, để rồi mở ra cánh cửa để ân điển của Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. the only way we can really walk in obedience is by grace. Thật ra là cái cách duy nhất để chúng ta bước đi và sống trong sự vâng lời thuận phục Chúa đó là nó bởi uh, nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta mới có thể vâng lời Chúa được. By grace through faith. Đó là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta có thể bước đi trong sự vâng lời thuận phục Chúa. Without God, we can do nothing. À, còn thật ra không có Chúa chúng ta chẳng làm được gì cả đâu. Now let's look at Deuteronomy chapter 11 and verses 16 and 17. giờ chúng ta cùng xem trong phục truyền luật lệ ký chương số 11 câu 16 và câu 17. Phục truyền luật lệ ký đoạn số 11 câu 16 và câu 17. Và chúng ta cùng xem với nhau. Anh em hãy cẩn thận. Đừng để lòng mình bị quyến dụ mà xây bỏ Chúa. Phục vụ các thần khác và quy lại chúng khiến cho cơn thịnh nộ của Đức Sơ và thổi phân trên anh em. Rồi Ngài đóng các tầng trời lại để không có mưa, đất không sinh sản hoa màu và anh em sớm bị diệt khỏi vùng đất tốt tươi mà Đức Sơ va ban cho anh em. Ở đây lời Chúa nói rằng anh em hãy cẩn thận chứ đừng để lòng mình bị quyến dụ trong thân thân tiếng Anh đó là đừng để lòng mình bị lừa dối. Và cái sự lừa dối đến qua cái việc mà chúng ta thờ lại hình tượng. our enemy kẻ thù thì nó mong muốn chúng ta phải bị lừa dối. À, kẻ thù nó không có muốn là Chúa nhận tiếp nhận lấy cái sự thờ phượng nơi đời sống của chúng ta đâu. He à, kẻ thù nó kẻ nổi loạn, nó chống lại Chúa và nó cũng muốn chúng ta cũng phải nổi loạn chống lại Chúa giống nó. But obedience opens the heavens. Nhưng mà sự vâng lời đó, nó khiến cho thiên đàng hay là cửa trời được mở ra với chúng ta. And disobedience shut the heavens. Trong khi đó sự không vâng lời không thuận phục thì khiến cho cửa trời đóng lại với chúng ta. Idol worship. quá uh, wow, bao gồm luôn cả sự thờ lại hình tượng nữa. And the result is no rain and no harvest. Và khi mà đóng cửa trời lại thì lúc đó là không có uh, mưa, không có mưa, không có phước thì cũng không có Mua gặt gì cho đời sống chúng ta no from the ờ, thì không có nhận được phước hạnh được nào từ thiên đàng cả Why? tại sao because God recall, requires the number one place in our hearts. bởi vì Chúa ngài mong muốn ngài đòi hỏi rằng là ngài phải là vị trí ưu tiên hàng đầu số một quan trọng nhất trong đời sống chúng ta he, he that place. và ngài xứng đáng ở cái vị trí đó The number one place in our hearts. Ngài phải xứng đáng nhận cái vị trí quan trọng hàng đầu, quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Not second place. Chứ ngài không có chịu ở vị trí thứ hai. First place. Ngài phải là quan trọng hàng đầu trong đời sống no. chúng ta. An idol. Và bây giờ liên quan đến thờ lại hình tượng. Is anything in our lives that takes the place of God. Thọ lại hình tượng có nghĩa là bất cứ cái thứ gì ở trong đời sống chúng ta mà nó chiếm cái vị trí của Chúa, nó thay thế vị trí của Chúa trong cuộc đời chúng ta. It's Jesus who deserves to sit on the throne of our heart. Anh nhớ là chính Chúa Jesus Christ là xứng đáng để cai trị, để ngồi trong ngai lòng cai trị trong lòng chúng ta. Now the history of the people of Israel is that they would go off and worship idols. Ở trong lịch sử con dân Israel thì chúng ta biết rằng là dân Israel từng đi lầm đường lạc lối và họ đã từng rơi vào tình trạng thờ lại hình tượng. And then God would close the heavens like he said he would. Ờ và rồi Chúa đã đóng cửa thiên đàng và đóng cửa trời lại với họ giống như lời Ngài đã phán trong phục truyền luật lệ ký mà chúng ta đã đọc. And then they'd repent and come back. Và sau đó họ ăn năn họ quay trở lại với Chúa. And God had opened in the heavens. Và bây giờ Chúa lại mở cửa trời là một lần nữa với họ. But then they go off again. Nhưng mà sau đó là họ lại tiếp tục làm đường lạc lối nữa. And worship idols. Rồi họ lại thờ lại hình tượng như trước nữa. And, and then they would repent. Và sau đó họ lại tiếp tục ăn năn nữa. But see why did God close the heavens? Nhưng mà tại sao Chúa lại đóng cửa thiên đàng hay đóng cửa trời? Because he was trying to get them to see. À, bởi vì họ, ngài muốn thu hút sự để họ chú ý họ nhận ra được. See, God cannot bless us when we're in rebellion and disobedience. Uh, họ để Chúa cho họ thấy rằng Chúa không thể nào ban phước cho họ khi mà họ uh, không thuận phục Chúa, không vâng lời Chúa và nổi loạn chống lại Chúa. When we're worshiping idols. Và khi mà họ thờ lạy thần tượng như vậy. Now James 4:5 says. Ở trong Gia Cơ chương số 4 câu số 5 thì lời Chúa chép. Or do you not think that the scripture says in vain the spirit who dwells in us yearns jealously? Anh em cho là vô nghĩa khi cái thánh nói thánh linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông hay sao? that with Chúa Ngài quá yêu chúng ta đến nỗi Ngài không muốn trời Ngài không chấp nhận để gọi là chia sẻ chúng ta với bất cứ ai hay bất cứ điều gì cả. See, God loves us that much. Và Ngài rất là yêu thương chúng ta. And he doesn't want Và Ngài không muốn chia sẻ chúng ta với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. See, I'm not share my with else. À, tôi không có đồng ý chia sẻ chồng tôi với bất cứ ai hay bất cứ con nào hết đó. <laughs> him if he tried to <cười> <cười> oh, chồng tôi mà bán mạng với con nào là 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 tôi xử đẹp liền đó. <laughs> See, God is like that. như vậy đó. He's a jealous God. Ngài đứng trời ghen tương mà. He wants all of us. Ngài muốn chúng ta là tất cả chúng ta chứ không có chia năm xe bảy gì ở đây hết absolutely in love with us. Ngài yêu chúng ta là yêu tuyệt đối. And so he doesn't want to share us with anyone. Ngài không chấp nhận chia sẻ chúng ta với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. And he takes pleasure in blessing us. Ngài rất là yêu thích cho việc ban phước chúng ta. He desires to open the windows of heaven over his people and pour out such a huge blessing. Ngài rất là sẵn sàng để mở cửa trời ra để tu đổ phước lành lớn lao trên con dân của Ngài. But when his people worship and serve nhưng mà khi mà con dân của Chúa thì lại đi thờ lại thần tượng khác. His hand of protection is removed from them. Thì cách, uh, bàn tay của sự bảo vệ của Chúa uh, bắt đầu ra khỏi, không còn bảo vệ công dân của Ngài như trước nữa. open and Và bây giờ con dân của Chúa thì lại mở cửa ra cho kẻ thù để đem đến cái sự lừa dối và đem đến sự hủy hoại đời sống của chính họ. Và chúng ta không có hiểu được rằng là những gì mà kẻ thù và ma quỷ nó nó dùng để làm hãm hại cuộc đời chúng ta thì về phần Chúa Ngài có thể chuyển hóa nó để đem lại điều tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Now how is that? Bây giờ làm thế nào điều này đây? Sẽ ra đây. If it causes people to repent and turn back God. Cái điều này đòi hỏi con dân của Chúa cần phải ăn năn và quay trở lại với Chúa thì Chúa mới chuyển từ những cái điều xấu đó thành những điều tốt đẹp cho chúng ta được. Còn mọi thứ sẽ trở nên càng càng tồi tệ và tệ hại hơn khi mà chúng ta cố gắng sống trong cuộc đời này mà không đếm xỉa gì đến Chúa cả. So smart people will realize I've made this mess for myself. thật ra Uh, khi mà mình mình không ngoan khi mình thừa nhận là tôi đã lâm đường lạc lỗi rồi. Uh, Chúa ơi con đã uh, đã bỏ lỡ chính Chúa cho cuộc đời của con rồi. God, I come back to you. Lại Chúa, con muốn quay trở lại với chính mình Ngài. I of my uh, con ăn năn về sự ngu dại của con. Of my con ăn năn vì con đã thờ lại hình tượng. I repent. Uh, con ăn năn trước mặt ngài và con khao khát con quay trở lại với chính mình chúa hơn bất cứ điều gì khác and God says, và về phần chúa Ngài sẽ phán với chúng ta I love you, uh, ta and yêu I con uh, ta yêu con rất là nhiều ta, uh, ta mong muốn ta mong muốn ta mong mỏi con hơn bất cứ cái điều gì mà con có thể tưởng tượng ra được That's how God is. Uh, nên đó Chúa chúng ta là như vậy, Chúa khao khát chúng ta. His arms are always open for us. Uh, Chúa cánh tay của Chúa luôn luôn mở sẵn sàng dang rộng ra để đón tiếp chúng ta quay trở lại với Ngài. God uh, Chúa nói với chúng ta ta mong muốn con. And then our response to him is to worship him. Thành ra cái đáp ứng hay là cái hưởng ứng ta đối với Chúa cần phải là thờ phượng chính mình Ngài. we say God my heart belongs to you I will worship you and you only. À, và chúng ta tới đối với, đối với Chúa rằng Chúa ơi tấm lòng con là thuộc về Ngài và con sẽ thờ phượng Chúa và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Amen. 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 But I, I want to give a word of caution. nhưng mà tôi cũng đồng thời muốn đưa ra cái lời cảnh báo để lưu ý với anh chị một điều thế này. Because sometimes we can see bad things happening to somebody, and we think, what are what are they doing? They must open the door to the devil. Uh, see, sometimes bad things happen not because we're out of the will of God, but because we're in the will of God. Đôi khi có những điều tệ hại xảy ra trên đời sống chúng ta không nhất thiết là bởi vì chúng ta ra khỏi ý muốn của trời, Nhưng mà nhiều khi là bởi vì chúng ta đang ăn ở trong ý muốn trọn vẹn của Chúa thì vẫn có những điều tệ hại xảy ra trên đời sống chúng ta. Là bởi vì kẻ thù đang cố cố tấn công chúng ta để khiến chúng ta dừng lại không tiếp tục đi theo ý muốn trọn vẹn của Chúa nữa. 4 says of Jesus being filled with the spirit He was led into the wilderness. Ở trong Kinh Thánh trong Luca thì nói về về Chúa Giêsu khi Ngài được đầy giải Đức Thánh Linh thì Ngài được Thánh Linh dẫn dắt đi vào trong hoang mạc đi rồi trong đồng vắng. But Và sau đó là kẻ thù đã đến để cám dỗ Chúa Giêsu. He tempted him. À, và kẻ thù đã là tìm cách để cám dỗ Chúa Giêsu. Who led him into the wilderness? Bây giờ ai uh, đã dẫn Chúa Jesus đi vào trong đồng vắng đấy? The Spirit of God. Đức Thánh Linh đã dẫn dắt Chúa Jesus đi vào trong đồng vắng mà. He was in the perfect will of God. Chúa Giêsu đang ở trong ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. But the enemy came to attempt him. Nhưng mà dầu vậy thì kẻ thù vẫn đến để cám dỗ Chúa Jesus. See that's what the enemy does to us. Vậy đây cũng là điều mà kẻ thù có thể đến để tấn công để cám dỗ chúng ta đó anh chị em. He comes to us and he attacks us and and he tempts us to throw us off what God has for us. bỏ qua một bên những gì mà Chúa uh, mong muốn chúng ta làm hay là ý muốn Chúa dành cho đời sống chúng ta. So when Tại nên có những lúc của chúng ta đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời và kẻ thù là ma quỷ đó đến nó tấn công chúng ta và cám dỗ chúng ta. We must recognize what's going on. Thì chúng ta phải nhận dạng ra cái điều gì đã xảy ra lúc đó. Và chúng ta có thể kháng cự là kẻ thù nhân danh quyền năng của Chúa Jesus We, and he, he has to cease his maneuvers and flee from us. và nó sẽ chấm dứt và nó phải bỏ chạy khỏi chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt được là tại sao cái điều đó hay là cái điều gì đó lại xảy ra cho đời sống chúng ta nó lý do vì sao chúng ta phải phân biệt ra. À, có những lúc thì chúng ta phải ăn năn. À, thật ra chúng ta phải phân biệt ra à, lúc đó là do kẻ thù đang tấn công chúng ta vì có chúng ta đang ở trong ý muốn của Chúa hay là chúng ta đã à, phạm tội để rồi chúng ta mở cửa ra cho cho những cái điều tồi tệ đến uh, và nó xảy ra trên đời sống chúng ta, và phân biệt cái đó là cái nào. Have we somehow opened the door to the deceiver? Uh, chúng ta có đang mở cửa ra cho kẻ thù đến để nó lừa dối chúng ta để nó tấn công chúng ta hay là không? Let's look at James chapter 1 and we're going to read verses 12 through 15. Bây giờ chúng ta cùng mở ra trong Gia Cơ chương số 1 câu số 12 cho đến câu số 15. Gia Cơ đoạn 1 câu 12 tôi đọc quý ông mình xem lắng nghe. Phước cho người chịu đựng sự thử thách vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm họ sẽ nhận mão chiều thiên của sự sống mà đức của trời đã hứa cho những người yêu mến ngài đang lúc bị cám dỗ đừng có ai nói tôi bị đức của trời cám dỗ vì đức của trời không thể nào bị điều ác cám dỗ và chính ngài cũng không cám dỗ ai nhưng mọi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lồi cuốn và quyến dụ Rồi khi dục vọng đã cưu man thì sinh ra tội lỗi tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết So this, this, these scriptures tells us, the first scripture, verse 12, says that We will all endure temptation. Ờ, ở tại đây trong cái phần kinh thánh này nói cho chúng ta biết rằng là phước cho người nào chịu đựng chịu đựng là chịu được cái sự cám dỗ. So we must win over the enemy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chịu được có nghĩa là gì? Chúng ta thắng hơn kẻ thù là cái kẻ đem cám dỗ đến cho chúng ta. And then the second verse 13. Rồi bây giờ qua câu thứ hai từ đây là câu 13 tells us that when we are tempted we cannot say that God is tempting us. Và khi chúng ta bị cám dỗ thì chúng ta đừng có thể đừng ai nói rằng tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ. It says God cannot be tempted by evil nor does he himself tempt anyone. Lời Chúa nói là vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. But we're tempted when we're drawn away by our own desires. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính chút vọng của mình nè, lôi cuốn và lôi cuốn hay lôi kéo và quý dụ mình. And then verse 15 says when desire is conceived it gives birth to sin. Ở đây câu 15 nói rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. And when sin when it's full grown brings forth death. Và phần cuối câu 15 nó tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. See it isn't sin to be tempted. À, nếu anh chị em chỉ đơn thuần là bị cám dỗ thôi là đối diện cám dỗ thôi thì chưa phải là tội. But we must understand the, decept the deceptiveness of sin. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhận dạng ra cái sự lừa dối của tội lỗi ta đây. Because when Bởi vì chúng ta cần phải nhận ra là một khi cái tội lỗi đã tròn hay là nó phát triển một cách chín mùi rồi thì sản sinh ra sự chết ở trong cuộc đời của chúng ta. So we can be deceived if we think that there isn't consequences to practicing a life of sin. Hơn nữa chúng ta có thể rơi vào tình trạng bị lừa dối đó chúng ta nghĩ rằng là ô tôi có phạm tội thỉnh thoảng phạm tội cũng không có sao cũng không có hậu quả gì cuộc đời của tôi đâu thì đó là cái sự mình bị lừa dối rồi và bên cạnh đó chúng ta nghĩ rằng là ôi Chúa cám dỗ tôi thì đó cũng là sự lừa dối luôn bringing bad situations to our life. Oh, chúng ta nghĩ rằng Chúa đem những hoàn cảnh tồi tệ đó cho cuộc đời của tôi, đó cũng là sự lừa dối luôn. No, we've taken ourselves out from under God's protection. Thực chất mình nói là chúng ta vì mình đã đem mình ra khỏi sự bảo vệ, bảo bọc của Chúa và cho đời sống của mình. So if we've done that, what do we do? Thành ra nếu chúng ta lỡ rơi vào cái chỗ đó rồi thì chúng ta sẽ làm gì đây? We need to recognize it. Chúng ta cần phải nhận dạng ra vấn đề đó đi. We need to realize that sin will cause death in our life. Chúng ta cần phải nhận dạng ra là tội lỗi đó sẽ là nguyên nhân đem lại sự chết chóc trong cuộc đời của chúng ta. Amen, the wages of sin is death. Thanh à, kinh thánh, thánh nó tiên công của tội lỗi là sự chết mà. That hasn't changed. À, cái điều đó không bao giờ thay đổi cả cái It, tiên công của tội lỗi luôn luôn là sự chết. But we're living under the the covenant of blessing from the blood of Jesus Christ. Chúng ta về phần mình chúng ta cần phải sống ở trong cái uh, cái giao ước ban phước hạnh ở dưới cái sự bao phủ của huyết quý giá của Chúa Jesus Christ trên đời sống chúng ta. We have power over sin. Ở à, chúng ta có cái sức mạnh chúng ta có uh, quyền năng của Chúa ban cho chúng ta cảm ơn tội lỗi mà. We do not have to sin. Nên chúng ta không phải bị buộc để phải phạm tội đâu. We can say no every time. Chúng ta có thể nói không với tội lỗi bất cứ lúc nào. Amen. Amen không? Amen. Amen. Now this is our God. À, bây giờ Đức Chúa Trời chúng ta đây. Do not be deceived. À, Chúa phái với chúng ta đừng để bị lừa dối. Câu số 16 đó, anh em yêu dấu của tôi đừng để bị lừa dối. Every good and every perfect gift comes from above và con ở trong câu 17 đó mọi ơn lành tốt đẹp và tăng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng được ban xuống từ cha của sự sáng. Amen. 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 God never changes. Đức Chúa không bao giờ thay đổi. Good things come from God. Những điều tốt là đến từ Chúa. Bad things come from the devil. Điều tối tệ là đến từ ma quỷ. And we are the ones that open the door. Và chúng ta là mở cửa cho 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 điều rào lành tùy chúng ta thôi. Sometimes it's through ignorance. Uh, nhiều khi chúng ta mở cửa qua sự thiếu hiểu biết của mình. And sometimes it's through sin. Và nhiều khi chúng ta mở cửa qua vì chúng ta phạm tội. But we can close the door. Nhưng mà nếu chúng ta lỡ mở cửa rồi thì cho vì chúng ta đóng cửa lại. And the windows will be open. Và rồi chúng ta mở cửa để thiên đàng mở ra chúng ta. And our Father of Lights will pour every good and perfect gift down uh, us. Và rồi Cha thiên thượng rất là vui thích tu đổ tất cả mọi điều tốt đẹp tu tràn trên đời sau chúng ta. Some people think that's too easy. Ồ, uh, chứ nhiều người nói, Cái gì nó dễ vậy nói nghe, nghe nó dễ quá vậy ta. But it is the word of God. Đó là lời của Chúa mà dễ hay không đâu phải chuyện của anh chị em nó lời của Chúa mới là quan trọng. Amen. Amen không? Our God is a good God. Yeah, Đức Chúa Trời chúng ta Đức Chúa Trời tốt lành. And his desire is to bless us. Và Ngài cầu các điều phước hạnh cho đời sống chúng ta. Amen. Amen. Now, here's the definition of sin. Bây giờ đây là định nghĩa về tội lỗi này. James 4:17. Uh, gia cơ chương 4 câu 17. It says therefore to him who knows to do good and does not do it to him it is sin. Vậy nếu ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. This is talking about our knowing what to do. Cái điều này đang nói điều gì đây? Đang nói về việc là mình biết những gì cần phải làm rồi đó but not doing it. Nhưng mà không chịu làm thôi. Or even hearing God give us direction for our lives. Là có nghĩa là ngay cả khi mà Chúa đưa ra hướng dẫn kỹ càng, mình biết hướng đi của Chúa dành cho đời sống mình là cái gì luôn. And then not doing it. Mà mình vẫn không chịu làm. This scripture says that sin. Thì kinh thánh gọi đó là tội. So let me give you some good advice. Nên tôi đưa cho chị một cái lời khuyên rất là uh, tốt này nè, cần phải nghe đây nè. See, we as God's people, vì chúng ta là con dân của Chúa, especially His leaders, đặc biệt chúng ta là lãnh đạo ở trong hội thánh. When we know the will of God, một khi chúng ta đã biết ý muốn của Chúa rồi, obey it. Thì làm theo, vâng theo. Dễ mà. Amen. Amen không? We have the grace of God. Mình có ân điển của Chúa ban cho mình để mình vâng lời Chúa so mà. We can do it. Mình có thể làm được. And when we obey God, và khi mình vâng lời Chúa rồi, then we lead others in the right direction. Thì mình mới dẫn dắt người khác đi đúng đường, đúng hướng được. But if we miss it, nếu nếu chúng ta có làm tầm bậy, need thì đây cũng là điều chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ về Cha thiên thượng của chúng ta. He's merciful. Ngài cũng giàu lòng thương xót. He has mercy. Ngài có lòng thương xót. And he desires to spread his mercy on us more than judgment. Ngài mong muốn bày tỏ lòng thương xót Ngài đối với chúng ta hơn là sự đoán phạt đối với chúng ta. In fact, he's already forgiven us everything in Christ. thật ra trong đấng Christ Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta. But we still need to receive it. Nhưng mà về phần chúng ta chúng ta phải nhận lãnh sự tha thứ đó. So we need to remember that. Nếu chúng ta cần phải luôn ghi nhớ điều này. That if we miss it, nếu, chúng ta lỡ làm tầm bậy á, we know God's arms are all wide open for us. Chúng ta vẫn luôn luôn ghi nhớ rằng là Chúa luôn luôn dang rộng cánh tay của Ngài ra để sẵn sàng đón tiếp chúng ta quay trở lại. That he will pick us up. Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta lên. If we fall. Một khi chúng ta ngã. His power is right there. Uh, có quyền năng sẵn ban chúng ta để rồi vứt chúng ta lên. Để rồi giúp chúng ta đi đúng hướng mà chúng ta cần phải đi. That's uh, đây là điều rất là tốt để chúng ta cần phải biết cho chính bản thân của mình. and uh, nhưng mà đồng thời cũng là điều để chúng ta thấy một anh chị em nào đó của chúng ta bị uh, ngã, bị uh, vấp phạm thì chúng ta cũng biết rằng là Chúa cũng muốn nâng đỡ anh chị chúng ta nữa. We don't look down our nose at him. À, chúng ta không có như là kẻ về trên nhìn xuống, Why have you ừ. done that? tại sao lại làm như vậy, you you? Ồ, đúng là kẻ tội đồ, tội nhân, tội khôi, no, we không, we help pick them up. chúng ta phải tới với giúp đỡ để nâng đỡ họ lên, we tell them God wants them. À, chúng ta nói cho họ biết rằng là Chúa rất là mong muốn anh, Amen. 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 And his arms are open wide. À, và cho họ biết là tấm lòng là cái tay của Chúa luôn luôn mở rộng vòng tay của Ngài để đón nhận họ quay trở lại. Amen. Amen. So let me give you a simple practical definition for obedience. À, Thật ra tôi muốn đưa ra cho anh chị em một cái định nghĩa rất là thực tế và đơn giản về vấn lời là thế nào. Obedience is when we seek to hear God before we make a decision. Vâng lời có nghĩa là chúng ta tìm kiếm để được nghe tiếng Chúa trước khi chúng ta đưa ra quyết định. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng phải đưa ra quyết định mà. Nhiều khi mà cái những quyết định nó là quyết định lớn quá quan trọng. Thì chúng ta phải đảm bảo mình nghe được từ Chúa. và nếu lỡ chúng ta nghe lộn, nghe sai, làm tầm bậy thì chúng ta cũng cần phải quay trở lại chứ đừng có cố chấp. Đây là điều rất thực tế mình phải tìm cách để nghe tiếng Chúa. because Tôi nói là tìm kiếm để nghe tiếng Chúa có nghĩa là gì? Là vì chúng ta chưa có nghe chuẩn lắm đâu. Nhiều khi chúng ta nghĩ đó là nghe được tiếng Chúa, nhưng mà nghe lộn, nghe lộ rồi phải nghe lại cho chính xác. Amen. Có nghĩa là mình phải tìm kiếm để mình nghe được tiếng Chúa trước khi mình đưa ra quyết định. But you might miss it nhiều khi mình cũng nghe lộn mình cũng nghe 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 nghe, nghe chữ được chữ mất vậy đó câu hỏi đặt ra là mình biết rằng mình lộn rồi làm bậy rồi mình có sẵn sàng để quay lại để làm lại từ đầu không để ăn năn không hay là mình cố chấp See, I'm not talking about being perfect tôi không có nói là vì chúng ta phải cố và cái gì cầu toàn hay là cái gì cũng phải hoàn hảo hết I'm not making any mistakes. À, hay là tôi không nói là mình không được phép phạm bất cứ sai lầm nào cả tôi không có ý nói như vậy My husband and I, we've made some mistakes. À, chồng tôi và tôi tình ngoại chúng tôi cũng phạm sai lầm Just to, you know, not, not our purpose. À, không phải là cái chủ đích là, là là cứ muốn đâm đầu đâm cổ và phạm sai lầm đâu không nhiều khi mình cũng lỡ mà But we've had to make some adjustments. À, nhưng mà mình lỡ thì mình phải làm lại, mình lỡ mình phải thay đổi chứ không phải lỡ là lỡ luôn không được. And we've pastored people and we've seen them make mistakes. Và khi mà chúng tôi tiếp xúc với người này người kia, tôi cũng thấy rằng là lúc này lúc khác họ cũng mắc sai lầm. We've seen some do go through all these mental jam jam uh, mental gymnastics. Uh, à, giống như là <laughs> họ có những cái vấn đề về phương diện tinh thần đó, họ bị rối rồi. Đó. When it was obvious they made a mistake. rõ ràng là có chỉ là sai mà sai nó rành rạch ra đó mà cũng còn cố chấp tới đó ý là but, vậy đó. nó không thừa nhận có nghĩa là là là, là, là cứ cứ cố chấp không chịu thay đổi Don't be like that. Anh chị em đừng có cố chấp nha. Because it's a hard issue. Ờ, bởi vì cái vấn đề cố chấp là vấn đề của tấm lòng. God knows our heart. Chúa biết tấm lòng của chúng ta. He knows we're seeking to hear him. Ờ, chúng ta Chúa biết là chúng ta có thật là chuyên tâm hết lòng tìm kiếm để nghe tiếng Chúa hay không. And we get better at it as we practice. Ờ, và chúng ta càng nghe tiếng Chúa và càng vâng lời thì chúng ta càng ngày càng nghe tiếng Chúa chính xác hơn và vâng lời tốt hơn. So seek to hear God in the secret place. Nên, mình phải cái nơi Chính đáo mà cái nô nó, nó riêng tư giữa mình với Chúa để mình nghe và nghe cho bằng được tới Chúa. Learn to listen to the witness of the Holy Spirit. nghe tìm cách để nghe học để cái, nghe được cái lời chứng của Thánh Linh của Chúa bên trong của mình. Then follow it by faith. Và bởi đức tin mình làm theo mình bước theo. And listen, the Bible tells us to seek counsel. Uh, và trong kinh thánh cũng dạy chúng ta là phải tìm những lời khuyên bảo. Talk to your spouse. Uh, mình nói chuyện với vợ của mình nói chuyện với chồng của mình talk to your brother or sister in Christ uh, nói chuyện với anh chị em của mình trong đấng Christ để mình nhận được lời khuyên and pray cầu nguyện uh, if it's God when you pray it will get bigger uh, thành nên nếu như nó 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 là điều đến từ Chúa thì khi mình cầu nguyện chung với nhau như vậy thì cái điều đó càng trở nên rõ ràng hơn nó càng trở nên cụ thể hơn Pray à, until you're sure. cầu nguyện cho đến khi mình đảm bảo chắc chắn là đến từ Chúa. So seek God in every decision you make. Ờ, thật ra mình phải tìm kiếm Chúa trong mọi quyết định mà mình đưa ra. He will make the way clear when you sincerely ask Him. Ờ, thật ra mình sẽ thấy con đường của mình đi nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn với mình nếu như mình chân thành trong việc cầu hỏi ý muốn của Chúa. Now another part of our obedience is birth in a person that worships God. À, bây giờ một cái vấn đề khác của sự vâng lời, vấn đề quan trọng khác của vâng lời, đó là Uh, đó là cái cái điều đó sẽ được uh, hình thành trong đời sống của một người thờ Phượng Chúa. Tôi tin là điều này rất là quan trọng để chúng ta thật sự là con người của sự thờ phượng Chúa. Now, I know you guys are good at that. Uh, tôi cũng biết là anh chị em cũng thờ phượng Chúa cũng tốt. tốt. Well, you can do it in here. Uh, anh chị có thể thờ phượng Chúa ví dụ như trong cái bầu trong khí như thế này. But it's also important that you do it by yourself when you're at home. Nhưng mà đây cũng là điều quan trọng đó là anh chị cũng phải có đời sống thờ phượng Chúa tại nhà riêng của anh chị ở nơi riêng tư của anh chị em. Now worship God with our mouths. Ờ thờ phượng Chúa nó bao gồm việc mình cũng phải uh, mở miệng ra mình ca ngợi Chúa nữa. From our hearts. Ờ nhưng mà xuất phát từ tấm lòng của mình nha. No, in our church many years ago. Ờ uh, trong hội thánh mà chúng tôi trang bày đó cách đây nhiều năm đó. I I was a praise and worship leader. Ờ uh, tôi là người hướng dẫn người khen thờ phượng trong hội thánh. That's something I've always loved to do. I always have loved praise and worship Tôi đã rất yêu thích ngợi khen thờ phượng Chúa và tôi tấm lòng của tôi luôn luôn hướng đến việc ngợi khen thờ phượng Chúa. And it's something that always bothered me when there was somebody that was just standing there. Uh, và đôi khi tôi cảm thấy hơi bị phiền phiền, thấy có người đó, đó, không có chịu hát ca ngợi Chúa gì cả, cứ ngồi đứng thẳng thờ ra đó. Their mouth's not moving. Uh, miệng họ cũng mở miệng ra nữa. There's no expression chắc là nhức răng hay là nhiều khi là không có không có trân quý không có trân trọng gì cả and yet they say they're a believer mà họ, họ là dám nhận rằng họ là người tin Chúa there's something wrong with that có, có vấn đề rồi Do you agree anh chị đồng ý không dù mình tới giờ hát ca ngợi Chúa phải mở miệng ra hát chứ amen. amen, see Out of our heart, when we know and love God, we are going to want to express our, uh, our heart to him. khi mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta tôn kính Chúa, chúng ta sẽ muốn biểu lộ điều đó ra khỏi tấm lòng chúng ta, chúng ta bắt đầu nói ra, chúng ta bắt đầu hét ra, lòng đầy dẫy miệng nói ra mà. Amen. Amen không? Amen. You know where the power is? Uh, anh chị biết có cái quyền năng ở đâu sức mạnh ở đâu không? It's in your mouth. Ở trong môi miệng của anh chị em nói ra đó. The more you declare the goodness of God and his mercy and his kindness. Ờ, anh chị em càng công bố ra lòng thương xót của Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự tốt lành của Chúa nhiều như thế nào. And, and, you you know, you just exalt who he is. Ờ thì lúc đó anh chị đang tôn cao Chúa là ai cho đời sống anh chị em. That's the more he's going to be active in your life. Ờ thì anh chị em thấy Chúa hành động rất là tích cực ở trong đời sống của anh chị em. And if you fill your heart with worship to God, lòng anh chị em đầy sự thờ phượng dâng lên cho Chúa như vậy, there's not room for anything else. Thì không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác nữa. See, there will be no idol in our hearts if God resides in there and there's no room for uh, nothing else. Nếu mà Chúa đầy dẫy trong tâm lòng chúng ta uh, với sự thờ phượng chúng ta dâng lên cho Ngài, thì đâu còn chỗ cho ông thần nào có cái chỗ nào lên lỏi trong cuộc đời chúng ta được. So we give God our hearts. Nên chúng ta phải luôn luôn trân cả lòng chúng ta lên cho Chúa. And, and it's not just the, I love you God, but you know, nothing, no expression. That, that's not it. tôi có muốn là cứ ngồi nói, ờ, lòng con yêu Chúa biết bao yêu Chúa thiết tha mà không có biểu lộ gì cả. Yêu thì phải yêu cho nó dạt dào yêu phải cho nó thiết tha vô. There's got to be expression or it's not real. Ờ, à, dù nó mình yêu mà mình không có thể hiện tạo uh, tấm lòng mà tình cảm gì vô thì nó không có cái gì đó thật á. Nó yêu mà thấy dường như không yêu vậy đó.

Lord, help me express my love to you. Chúa ơi, giúp đỡ con để con biểu lộ, con bộc bạch ra tình yêu con dành cho Ngài. I look to you for an expression of worship. Oh, con ngửa trong lên chính mình Ngài để giúp đỡ con biết biểu đạt, muốn diễn đạt tình yêu con dành cho Ngài, thờ phụ Ngài như thế nào, Chúa ơi, giúp con. And help the people. Oh, để con giúp đỡ người khác nữa, giúp đỡ con dân của Chúa nữa, thưa Ngài. You know, when we all get in the spirit together, that's a powerful thing. Oh, các anh chị biết khi chúng ta nhóm lại cùng hiệp một trong thánh linh của Chúa, đó là điều rất là quyền năng đó anh chị em. Amen. Amen. Amen, God Amen. Moves. Và Chúa hành động, Chúa vận hành với chúng ta. Và chúng ta cùng kinh nghiệm cùng trải nghiệm Chúa chung với nhau. So it's important là quan trọng anh chị phải có sự kinh nghiệm trải nghiệm Chúa Và ở when tại you, nhà riêng của anh chị and when you come Và khi anh chị đến nhóm lại cùng với hội thánh Chúa God, anh chị cũng God trải nghiệm Chúa chung với, Chúa với nhau. God will fill us up with himself. Và Chúa ngài đang dậy tại thời đó với chính mình ngài. And we'll experience God from one degree of glory to another. Và chúng ta bắt đầu trải nghiệm chính Chúa từ cấp độ vinh quang này đến một cấp độ vinh quang cao hơn nữa. Amen. 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 That's an open heaven. Đó, lúc đó là kinh nghiệm thiên đàng mở ra với chúng ta. Amen. Amen. So, the Bible said, Kinh thánh chép. Take heed to yourselves lest your heart be deceived. Ai các ngươi đó cần phải cẩn thận về đời sống các mình của mình, kẻo tấm lòng các ngươi bị lừa dối chăng đó là trong phục truyền đó and you turn aside and serve other gods. và rồi các ngươi đó bắt đầu xoay bỏ uh, khỏi Chúa và bắt đầu đi ra phụng sự là phục vụ các thần tượng khác. So I want you to bow your hearts. Tôi muốn anh chị em hãy tất cả đều uh, cúi lòng mình xuống cúi đầu xuống bow your heads and close your eyes. và nhắm mắt lại cũng Chúng ta để thời giờ này để Chúa có thể phán dạy chúng ta cách cá nhân. Và chúng ta để Chúa hướng dẫn chúng ta biết cách áp dụng cái bài học này, sự dạy dỗ này như thế nào vào trong đời sống cá nhân chúng ta. Chỉ có anh chị em với Chúa mới biết được là cái điều gì thật sự xảy ra ở trong lòng anh chị em mà thôi. How are you doing? Uh, bây giờ anh chị em tấm lòng anh chị em như thế nào là chỉ có anh chị em và Chúa biết thôi. Are you praying? Uh, anh chị em có đời sống cầu nguyện không? Are you spending time in prayer? Anh chị có dành thời gian để cầu nguyện với Chúa để phát triển đời sống cầu nguyện hay không? Are you taking your issues to God? À, anh chị có trình dâng những cái vấn đề khác nhau cho cuộc sống của anh chị em lên cho Chúa hay không? Are you, are you hearing God? Anh chị có lắng nghe tiếng phán của Chúa khi anh chị em cầu nguyện hay không? Uh, are you tithing? Và anh chị có nộp phần 10 hay không? Did you that one time and then stop? À, anh chị em nộp phần 10 có một lần thôi rồi anh chị em ngừng lại hay là anh chị em thường xuyên nộp phần 10? I never started. Uh, hay là anh chị chưa bao giờ đọc phần mới Today's God's asking you, are you being obedient? Uh, ngày hôm nay Chúa hỏi anh chị em là anh chị em có đang vâng lời Chúa không? He, uh, wants to bless you. Và thật ra Chúa muốn ban phước cho anh chị em. And I believe we can all make adjustments. Và tôi tin là tất cả chúng ta đều có cần những cái thay đổi, những cái điều chỉnh cho đời sống chúng ta và tôi yên lặng giờ phút này đây để Chúa có thể phán với anh chị em cách cá nhân và tôi tin rằng Chúa sẽ phán dạy từng người trong quý ông anh chị em cách cá nhân. Về tất cả mọi người xin nhắm mắt lại cúi đầu xuống, đừng nhìn người khác và hãy tập trung vào Chúa giờ phút này đây. Để Chúa con trình dân những anh chị em con lên trong tay của Chúa. Con to to cầu nguyện để Chúa ngài phán với từng người trong anh chị em con từng người trong chúng con thôi Chúa. Và nếu chúng con cần bất cứ thay đổi điều chỉnh nào cho đời sống chúng con. Nếu chúng con cần sự an năn. Chúng con cảm ơn Chúa thôi Chúa vì cánh tay của Ngài luôn luôn dang rộng để đón tiếp chúng con quay về với Ngài. Và Ngài ban chúng con ơn điện để chúng con thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa.